Xin chào, 500 anh em đã quay trở lại với channel Funny Luffy. Luffy ra khơi với con số 0 tròn trĩnh, nhưng ngay lúc này Luffy gần như có tất cả. Có những người đồng đội tuyệt vời đầy sức mạnh, có một con tàu hiện đại, có rất nhiều người yêu quý, ngưỡng mộ. Nhưng trên hết, đối mặt với Luffy còn non trẻ 2 năm trước chỉ là những hải tặc tầm thường của biển cả như Avida, Dongray hay cao hơn là Crocodile, Gecko Moria. Thì ngay lúc này đối mặt với Luffy Murom không chỉ một mà tới tận 2 tứ hoàng, những vị vua thật sự ở tận thế giới. Và đi cùng với những đối thủ có đẳng cấp ngày càng tăng thì sức mạnh của Luffy của hiện tại nếu so với 2 năm trước cũng là một trời một vực, một sự thăng tiến đáng kinh ngạc mà không phải kẻ nào cũng có thể đạt được. Vậy câu hỏi đặt ra đây là có hay không việc Luffy được Oda bút qua lố khi mà một đứa trẻ chỉ mới 19 tuổi, 5 lần 7 lượt đánh bại hết những kẻ hùng mạnh ở tận thế giới, những kẻ đã ra khơi sớm hơn Luffy rất nhiều, lớn tuổi hơn Luffy rất nhiều. Ví dụ như nếu Luffy chỉ mới 17 tuổi thì Crocodile đã 44 tuổi, Moria đã 48 tuổi, hay khi Luffy 19 tuổi thì Doflamingo đã 41 tuổi, còn Katakuri đã 48 tuổi, hay hiện tại là với Kaido 59 tuổi, Big Mom 68 tuổi. Nhưng nếu bạn để ý thì hiện tượng Luffy Murom được Oda xây dựng ngay từ đầu không phải là một người bình thường, mà là một thiên tài, một nhân vật xuất chúng nghìn năm có một trong lĩnh vực của mình. Tôi nhấn mạnh lại một lần nữa là trong lĩnh vực của mình, tức là ở một lĩnh vực cụ thể. Và bên cạnh ước mơ vô cùng lớn thì Luffy là một thiên tài trong lĩnh vực chiến đấu. Nó giống như Nami là thiên tài trong lĩnh vực hoa tiêu, vẽ bản đồ trong thế giới NB, và có thể là một trong những người giỏi nhất ở hiện tại. Những điều đó xuất phát từ niềm đam mê vẽ bản đồ mãnh liệt cũng như sự thông minh vốn có của Nami. Hay có thể xem Sanji là một đầu bếp thiên tài trong thế giới NB. Không ai nghĩ rằng có thể làm ra được cái bánh cứ thứ hai, có thể làm mãn nguyện được cái miệng hấu ăn của Big Mom với những nguyên liệu tuyệt vời. Nhưng rốt cuộc thì sao? Sanji làm được, thậm chí là tuyệt vời hơn thế, khi mà khiến cho Big Mom cảm tưởng như mình đang hồi xuân. Và để có được một đầu bếp Sanji xuất sắc như hiện tại, cậu ta đã phải đánh đổi rất nhiều trong quá khứ, cũng như một sự đam mê cháy hết mình với nghề đầu bếp đó. Hay trong One Piece này, bạn nghĩ ai có đủ khả năng để so sánh với Usopp trong khoảng chém gió thành bão? Là bất kỳ. Nếu Usopp xếp số 2 thì không ai dám nhận mình là số 1. Hay Chopper dù chỉ là một chú tuần lộc ăn trái Hito dạng người, rồi biến thành một con người, cũng là thành viên nhỏ tuổi nhất bang Murom. Và dù chỉ mới 17 tuổi đời, nhưng cứ nghề thì chắc chắn phải cao hơn như vậy rất nhiều, và là một trong những bác sĩ giỏi nhất One Piece ở hiện tại. Hay dù chỉ mới 8 tuổi và tự học trong lén lút, nhưng Robin đã có thể đọc hiểu được ngôn ngữ cổ đại, thứ ngôn ngữ đã khiến cho quê hương Ohara bị diệt vong, còn Robin thì trở thành mục tiêu săn đuổi của các thế lực lớn trong One Piece. Rõ ràng Robin là một thiên tài trong khoảng ngôn ngữ học. Và có một điểm chung giữa Nami, Sanji, Usopp, Chopper hay Robin đó là tất cả chúng ta đều xem đó như điều hiển nhiên, mà không một ai phàn nàn về việc tại sao nhỏ tuổi mà giỏi như vậy. Nami hiển nhiên phải là hoa tiêu giỏi nhất bởi cô sẽ là hoa tiêu của vũ hải tặc tương lai. Sanji hiển nhiên phải là đầu bếp giỏi nhất hiện nay. Chopper hiển nhiên phải là bác sĩ giỏi nhất. Nhưng vẫn có rất nhiều bạn phàn nàn về cách Oda tăng sức mạnh cho Luffy. Tại sao 2 năm trước còn bị Crocodile bóng hành 2-3 lần, mới bị Kaido tấn cho một trận bất tỉnh nhân sự, thậm chí là rơi xuống biển, mà giờ đã có thể cùng với Kaido bách thú tạo ra một màn Haki bá vương đối chiến tuyệt vời đến vậy, uy lực đến thế. Khi mà may bị trễ làm đôi, chẳng khác nào Roger tráng với Shane hay Kaido với Big Mom đã làm trước đây. Đó là bởi các bạn nghĩ rằng sức mạnh là một thứ hiển nhiên trong One Piece, và cách phát triển sức mạnh của các nhân vật là như nhau, không có sự khác biệt, không có sự thiên tài nào ở đây cả. Nhưng rõ ràng đó là một nhận định sai lầm, hoàn toàn không đúng. Bởi không chỉ trong One Piece mà ngay cả ngoài đời thật của chúng ta, sự thiên tài, sự xuất sắc nghìn năm có một của một cá nhân nào đó trong một lĩnh vực nào đó vẫn luôn xuất hiện. Và nếu không có sự xuất sắc đến xuất chúng thì Shane tóc đỏ, một thanh niên chỉ mới 39 tuổi, không thể nào ngồi chung mâm với tứ hoàng Kaido, tứ hoàng Big Mom hay tứ hoàng râu trắng cả. Như vậy thì thiên tài chỉ có 1% cảm hứng, còn 99% là mồ hôi, một trong những câu nói bất hủ của nhà sáng chế vĩ đại Thomas Edison. Và Luffy không dành thời gian để đọc sách như Robin, không nấu ăn như Sanji, không vẽ bản đồ như Nami hay nghiên cứu y học như Chopper. Luffy ghét vận động trí óc, Luffy thích những món nào sử dụng chân tay hơn. Đó là lý do vì sao Luffy luôn thích sử dụng nắm đấm để nói chuyện, và đó là thứ mà Luffy làm giỏi nhất. Nhưng đặc biệt hơn tất thảy đó là, mặc dù Luffy ghét vận động trí óc trong phần lớn trường hợp, nhưng trong chiến đấu thì khác, hoàn toàn ngược lại, là lúc mà Luffy sử dụng trí óc nhiều nhất. Khi chân tay tấn công kẻ địch thì cũng là lúc mà não Luffy hoạt động hết công suất để suy nghĩ sử dụng chiêu thức nào, đánh ra sao để có thể hạ gục được kẻ địch. Luffy vạch ra mọi thứ, một kế hoạch chiến đấu rõ ràng trong đầu của mình. Rõ ràng Luffy không phải là một võ biền, người ưa sử dụng sức mạnh mà không có đầu óc, học thức. Và chúng ta có rất nhiều dẫn chứng để chứng minh lời tôi vừa nói. Ở Alabasta, Luffy đã đồng đội với Crocodile, và cựu thất vua hai này đã mỉa mai châm biếm sức mạnh của Luffy một cách không thể cay đắng hơn bằng việc không tấn công Luffy trong vòng 3 phút. Trong khoảng thời gian này, Crocodile để cho Luffy thỏa thích đánh đấm tùy ý, và sau khi hết 3 phút, Crocodile đánh bại Luffy chỉ trong vài giây. Rõ ràng đó là một sự chênh lệch sức mạnh vô cùng lớn giữa hai nhân vật này, bởi thời điểm đó Luffy không có cách nào để chống lại sức mạnh trái quỷ hệ Loza. Và nếu không có Nico Robin cứu, thì có lẽ Luffy đã nằm lại vĩnh viễn bên trong sa mạc, One Piece đã kết thúc ngay từ lúc đó. Nhưng trong lần thứ hai đụng độ Crocodile, mọi thứ đã có sự khác biệt. Luffy biết làm thế nào để đả thương được Crocodile. Cậu ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn bằng việc trang bị thêm một thùng nước ở sau lưng. Nhờ điều này mà Luffy đã có thể đấm trúng làm bị thương được Crocodile. Dù vậy thì Luffy vẫn bị Crocodile đánh bại. Và trong lần thứ ba chạm mặt, khi mà Luffy đã biết cách khắc chế năng lực Logia có thể tạo ra và điều khiển cát của Crocodile, thì việc Crocodile bị đánh bại chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Và nếu trong lần đầu tiên chạm mặt sức mạnh của Crocodile là 10 phần, thì Luffy chỉ mới khoảng 3 phần. Trong lần thứ hai sau đó, dù vẫn bị thua nhưng sức mạnh của Luffy đã tăng lên thành khoảng 6 phần. Và trong lần cuối cùng thì sức mạnh của Luffy đã dần tiệm cận với Crocodile, và hiện tại là vượt trội hơn rất nhiều. Mi đã từng nói đấy thôi, siêu năng lực trái cây ác quỷ nếu được rèn luyện trong chiến đấu thì sẽ mạnh lên thôi mà. Đó là câu nói của Luffy trong lần thứ hai đụng độ Crocodile.
Dù vẫn bị đánh bại, nhưng phong cách chiến đấu của Luffy đã dần trở nên đa dạng hơn với trái quỷ của mình. Có nghĩa Luffy tiếp thu rất nhanh nếu những điều đó giúp cậu ta mạnh hơn, cho dù đó là những lời mỉa mai của đối thủ. Để rồi sau đó, trong lần thứ 3 chạm mặt, Crocodile đã dành cho Luffy những lời nhận xét như thế này. 3 lần bị ta đánh bại mà Mi vẫn đứng lên đủ 3 lần, đó là một chuyện kỳ quái rồi. Rõ ràng đó là một sự công nhận của Crocodile dành cho sự thiên tài trong chiến đấu của Luffy. Và Luffy chính là tiếp đối thủ mà tất cả đều ngán ngẩm không muốn đụng độ nhất. Luffy vừa trâu, vừa lì, vừa máu, thua 100 lần hoặc nhiều hơn thế. Nhưng nếu Luffy chưa chết thì sẽ không bao giờ có chuyện Luffy bỏ cuộc dưới chân. Còn đối thủ của Luffy có thể thắng Luffy 1 lần, 10 lần, 100 lần. Nhưng nếu chỉ cần thua Luffy 1 lần thì sẽ cạch mặt Luffy, không bao giờ dám đánh với Luffy nữa. Và chúng ta đã thấy điều này trong trận chiến với Enel ở đảo trên trời Skypiea. Từ một kẻ mà Enel không xem ra gì, nhìn bằng nửa con mắt, cho tới sau đó Enel đã thay đổi cách nhìn về Luffy, gọi Luffy là kẻ ngang tài ngang sức với mình. Đó là bởi Enel công nhận sự thông minh của Luffy trong chiến đấu. Luffy luôn suy nghĩ tìm ra cách khắc chế mantra của Enel và cậu ta đã làm được, đã thương được Enel. Minh chứng cho sự thiên tài, nhảy bén, chỉ có những thiên tài đó là. Trong hai lần liên tiếp với thời gian rất ngắn, Luffy biết mình phải làm gì để khắc chế mantra của Enel, tới mức Nami còn phải kinh ngạc. Lần đầu tiên, Luffy đứng yên tạm ngưng suy nghĩ, Luffy chỉ dùng phản xạ tự nhiên để né đòn. Điều này làm cho mantra của Enel mất tác dụng, nhưng Luffy cũng không thể tấn công được. Và lần thứ hai, Luffy tìm cách khắc chế nhược điểm đó bằng việc sử dụng phương pháp phản đòn ngẫu nhiên khi liên tục tấn công vào bức tượng vàng. Và nó đã có tác dụng khi Enel liên tục bị đánh trúng tới mức hoảng sợ, lo lắng tột độ. Không được, nó sẽ đến nữa, nhất định phải chạy thôi. Rõ ràng nếu bẩm sinh Luffy không phải là một thiên tài trong chiến đấu thì làm sao có thể liên tục nghĩ ra những phong cách chiến đấu vô cùng kỳ quái như thế được. Để một Enel cao ngạo trước đó đã phải xanh mặt kinh hãi trước một Luffy vô cùng thông minh trong chiến đấu mà còn lì đòn và ngày càng mạnh lên. Hay sau đó ở trận chiến với nhóm sát thủ CB này, Luffy không thể hiện được sự thông minh cũng như bản lĩnh của mình để cậu ta dần mạnh lên trong khi đang chiến đấu. Càng chiến đấu, trận chiến càng khốc liệt thì tốc độ thăng tiến sức mạnh của Luffy càng nhanh chóng. Thật sự khó tin nhưng đó là sự thật và nó khó tin với một người bình thường. Nhưng như tôi đã nói từ đầu, hình tượng Luffy mà Oda đang xây dựng là của một thiên tài chứ không phải là một người bình thường. Cũng giống như Crocodile hay Enel trước đó, ban đầu lúc Luffy cũng nhìn Luffy bằng nửa con mắt, nhưng sau đó Luffy cũng đã phải công nhận sức mạnh của Luffy là rất đáng gờm. Ta đã quá bất cẩn, thật không ngờ Luffy lại mạnh như thế này. Nhưng sức mạnh đó của Luffy không phải tự dưng mà có, đó là cả một quá trình. Trước lúc Luffy đã đụng độ với một kẻ cũng có lục thức, chính là Bruno. Ở trận chiến này, để có thể theo kịp tốc độ của Bruno, Luffy đã phải suy nghĩ ra những cách đánh mới với trái quỷ cao su của mình, làm sao cho cơ thể phản xạ nhanh hơn nữa. Và từ đó Rie Hai ra đời. Luffy tận dụng đặc tính dẻo dai của cao su để tăng tốc độ lưu thông máu, dẫn đến phản xạ cũng như tốc độ ra đòn tấn công cũng nhanh hơn rất nhiều. Rõ ràng ngoài sự thông minh thì Luffy cũng rất mạo hiểm với tính mạng của mình. Và khi đụng độ với một kẻ có lục thức cũng như sức mạnh vượt trội hơn Bruno rất nhiều như Luffy, thì Luffy biết rằng tăng tốc độ tấn công với Rie Hai là chưa đủ để hạ gục một kẻ siêu sức mạnh trái quỷ Zoan. Từ đó Luffy phát triển thêm một cấp độ mới trong sức mạnh của mình, đó là Rie 3. Luffy bơm một lượng lớn không khí vào xương thông qua ngón tay, làm một bộ phận cơ thể trở nên khổng lồ nhằm tạo ra một đòn tấn công uy lực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bù lại thì tốc độ sẽ chậm hơn Rie 2. Trong cuộc chiến với CB9 ở Water 7 và NXTB, Luffy đã phát triển một lúc hai cấp độ sức mạnh mới để phù hợp với hoàn cảnh chiến đấu lúc đó. Đối với Bruno, Luffy cho ra đời Rie 2 nhằm tăng cường tốc độ tấn công. Còn đối với bao gấm Luffy, Luffy cho ra đời Rie 3 nhằm tăng cường tốc độ sát thương lên cao nhất để Luffy không kịp phục hồi bằng sức mạnh Zoan của mình. Rõ ràng nó cho thấy Luffy liều lĩnh nhưng có tính toán. Luffy luôn chiến đấu với một kế hoạch trong đầu và Luffy biết phải làm gì với từng đối thủ khác nhau. Và sau đó trong 2 năm time skip, khi sự thông minh thiên tài của Luffy kết hợp với sự an tường của vùng tối siêu relay, nó chẳng khác nào cá gặp nước. Luffy được đã thông kinh mạch, đã thông trí óc, giúp cho sự phát triển sức mạnh của Luffy trở nên có kế hoạch rõ ràng hơn. Và tất nhiên là tốc độ phát triển sức mạnh của Luffy cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Và theo bạn thì relay có biết việc Luffy là một thiên tài trong chiến đấu không? Biết, thậm chí relay biết và cảm nhận được điều đó rất rõ. Minh chứng là những nhận xét của Rayleigh dành cho Luffy khi bắt đầu huấn luyện sức mạnh này. Thông thường thì thời gian thế này là quá ngắn ngủi, nhưng khí chất của cháu rất mạnh. Vậy nên theo một cách nào đó, trong 2 năm này ta sẽ thiết lập nên một nền tảng cơ bản của 3 loại Haki bên trong cháu. Rõ ràng Rayleigh biết Luffy không phải là một người bình thường nên đã vạch ra một kế hoạch cũng rất phi thường. Bình thường một người chỉ tập trung vào Haki quan sát hoặc Haki vũ trang để tập luyện và thuần thục, nhưng Rayleigh biết rằng Luffy có thể làm chủ và đạt đến đỉnh cao của cả 3 loại Haki. Thậm chí Rayleigh còn làm cho một người từng trải đầy sức mạnh và dày dặn kinh nghiệm như Rayleigh cũng phải ngạc nhiên bất ngờ khi đánh giá về đối thủ của mình. Khi Rayleigh hỏi Luffy sẽ làm gì nếu phải đối mặt với một kẻ hùng mạnh hơn rất nhiều, có thể nhìn trước tương lai và xem người đó như thế nào, tính cách ra sao, là câu trả lời của Luffy, một câu trả lời mà Rayleigh chưa bao giờ nghĩ tới. Chắc chắn Rayleigh có một câu trả lời khác điều đó, nhưng nó có thật sự ưu việt hơn cách của Luffy hay không thì chưa hẳn. Và trong 2 năm tập luyện cùng với Rayleigh đó, Luffy đã nâng cấp sức mạnh của mình lên một cấp độ mới rất đáng kể, đó là Rie 4, bao gồm tốc độ của Rie 2, sức mạnh của Rie 3 kết hợp với Haki vũ trang. Và lần đầu tiên Luffy sử dụng Rie 4 lỡ trận chiến với Doflamingo. Dù trong hình thái Rie 4 Luffy hoàn toàn trên cơ, nhưng cũng khá chật vật để hạ gục được Doflamingo, với Luffy chưa thể sử dụng Rie 4 thuần thục theo ý của mình. Hay sau đó ở đầu bánh, nếu không có sự giúp sức của Nami thì Luffy khó lòng hạ gục được Tư Lệnh Ngọc Rocker. Với trận chiến này Luffy đã thể hiện một hình thái mới với Rie 4 là Tanman, một hình thái sức mạnh đầy thú vị mà Luffy chỉ mới nghĩ ra sau khi ăn no căng bụng.
Rõ ràng đầu của Luffy phải liên tục nhảy số, phải liên tục suy nghĩ về sức mạnh, về cách chiến đấu thì mới có thể có những ý tưởng độc đáo táo bạo như vậy. Hay ở trận chiến với Tư Lệnh Ngọc Katakuri sau đó, Luffy đã có thêm một hình thái mới với Ribbon là Snake Man. Đặc biệt Luffy đã học được cách sử dụng Haki quan sát cấp cao, nhìn trước tương lai gần giống như Katakuri. Luffy xem Katakuri là kẻ thù, nhưng cũng xem Katakuri như người thầy. Với Tư Lệnh Ngọc này đã cho Luffy thấy kẻ nhìn trước được tương lai gần thì sẽ chiến đấu như thế nào. Nó làm cho Luffy luôn suy nghĩ, thôi thúc Luffy tìm cách để có thể nhìn trước tương lai gần giống như Katakuri. Giá mà ta có thể nhìn thấy trước tương lai, dù chỉ là một chút cũng được. Và đây là một bước ngoặt lớn tiếp theo trong sức mạnh của Luffy. Ở trận chiến với Katakuri, chúng ta đã thấy rất rõ sự tiến bộ thần tốc vượt bậc của Luffy thông qua từng đòn đánh, từng pha né tránh. Để từ một kẻ dưới cơ hoàn toàn khi bắt đầu trận chiến, Luffy đã dần trở thành một kẻ ngang cơ và có phần vượt trội hơn Katakuri sau đó. Và tới lúc này thì tôi có thể tự tin nói rằng Luffy đã hoàn toàn vượt trội Katakuri. Tất nhiên là về chiều cao thì Luffy vẫn thua Katakuri, và đó cũng là điều duy nhất. Và trận chiến với Katakuri cũng là minh chứng tốt nhất cho câu nói của Rayleigh với Luffy trước đó. Đối đầu với đối thủ càng mạnh thì ta cũng sẽ càng mạnh. Và tất nhiên điều đó cũng đúng với Luffy ở Wano Quốc này, khi đối thủ của Luffy là Tứ Hoàng Kaido Bách Thú, một địch thủ mạnh hơn Doflamingo hay Katakuri rất nhiều, thì bắt buộc đầu của Luffy cũng phải nhảy số nhanh hơn trước rất nhiều. Và như một điều tất yếu sẽ đến, sự thăng tiến sức mạnh của Luffy cũng sẽ diễn ra nhanh hơn rất nhiều nếu so với lúc đồng độ với Crocodile, Ruluxi hay là Katakuri. Vậy nên việc dù chỉ mới sử dụng được Haki Bá Vương nâng cao, nhưng Luffy đã có thể cùng với Kaido Bách Thú tạo ra một màn Haki Bá Vương đối chiến mạnh tới mức khiến mây trẻ làm đôi. Tương tự như Tứ Hoàng Rau Trắng với Tứ Hoàng Sai Tóc Đỏ hay Tứ Hoàng Kaido Bách Thú với Tứ Hoàng Big Mom mới đây. Thậm chí việc Luffy và Kaido còn chưa chạm vào nhau giống như Rau Trắng với Roger 26 năm trước cũng là điều dễ hiểu. Bởi như tôi đã nói và chứng minh, Luffy không phải là một người bình thường, mà Oda đang xây dựng Luffy như một thiên tài võ thuật, một thiên tài chiến đấu thật sự. Tức là dù hiện tại Kaido với Big Mom mạnh hơn Luffy là điều thấy rõ, nhưng về phẩm chất của một thiên tài chiến đấu, sự sáng tạo trong chiến đấu, Kaido hay Big Mom không thể so sánh được với Luffy. Vậy nên dù hiện tại Luffy chưa thể đánh bại được Kaido, nhưng trong tương lai thì rất khó nói. Hy vọng anh em thích video này, đừng quên like, đăng ký kênh và bấm vào chuông để theo dõi những video mới nhất.